Chúng ta tới tịnh thất Quan Âm của hai cô nơi đây, hai sư cô ở nơi đây thì đoàn của chúng ta đến đây để rồi tới Tam Hùng Bảo Điện để rồi chúng ta đi vào chương trình thi lễ. Quý vị mình đại diện đứng lên nơi đây nhích tới đi, đặng ở bên phía sau chúng ta dồn tới. Có thể là quý vị mình ngồi xuống khoảng chừng ít phút để tôi có đôi điều nhắn nhủ với quý vị mình. Thì kính thưa cô chú cùng anh chị em, thưa chư đồng đạo kính mến, trước hết là thưa hai sư cô đại diện cho tịnh thất Quan Âm ở Thiên Cấm Sơn gần Dồ Bộ Hông. Kính thưa quý vị, tôi xin ít phút để chuyện trò tâm sự. Thì sở dĩ trong một cái chuyến đi của chúng ta nó rất là khó, nhưng mà hôm nay đoàn chúng ta chinh phục được bốn núi, là ngày nay nữa là cái ngày thứ ba, là cái ngày chót đoàn chúng ta hạ sơn rồi. Thì rồi thì đoàn chúng ta đó sắp sửa tới giai đoạn đoạn này là chúng ta sắp chia tay quý vị. Thì cũng còn một vài tiếng đồng hồ nữa thôi thì chúng tôi cũng chia tay cùng quý vị, bởi vì lời xưa có nói là bèo hợp để rồi tan, qua nở để rồi tàn, trăng tròn để rồi phiết, nước đầy để rồi dơ. Trong hội ngộ có sẵn mầm ly biệt, trong an vui ngầm chứa nỗi khổ đau. Nếu có gặp gỡ thì phải có xa nhau. Vì thế cho nên á, khi mà chúng ta có 3 ngày để rồi chúng ta gắn bó bên nhau thì chúng ta kết thành một cái thuyện duyên. Bởi vì khi mà chúng ta có một cái nhân duyên như thế thì chúng ta gắn bó làm sao. Cái lời tâm sự của chúng tôi xin quý vị ít phút để lắng nghe cõi lòng, để rồi chúng ta nghe lại những lời khuyến nhủ nhắc nhở cho nhau trong cái cuộc đời của chúng ta. Thưa quý vị, khi mà chúng ta có mặt ở trên cái cõi đời này, đầu tiên thì chúng ta chưa nói tới cái nhân duyên. Đầu tiên thì chúng ta nói là có mặt ở trên cái cõi đời này còn tồn tại mỗi một chúng ta là 20, 30 tuổi, 40, 50 tuổi, 50, 60 tuổi, 70, 80 tuổi gì đó. Thì quý vị biết bắt nguồn từ đâu chúng ta có được cái thân này không? Từ hai vị Phật sống. Đó là ai? Là cha chúng ta, là mẹ chúng ta. Đi khắp thế gian không ai bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, nhưng mà mây trời lồng lộng không phủ kín được công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, đem cả tấm thân gầy cha che chở đợt con. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn trên đôi mắt mẹ nghe con. Còn cha thì gót đỏ như son, chứ một mai cha mất thì có con lắm buồn. Đấng cha lành cao như núi Chúa, nghĩa mẹ hiền như tợ biển khơi. Dù ta đi hết cuộc đời cũng không nói hết những lời mẹ ru. Và lời ru có gió mùa thu, bàn tay mẹ quạt, mẹ đưa gió về. Những ngôi sao thức ngoài kia chẳng bằng mẹ đã thức gì chúng con.
Đêm nay con ngủ rất tròn, mẹ làm ngọn gió của con suốt đời. Mẹ nuôi con gian nan chẳng nại, Phật độ người đâu kể công lao. Hai tâm hồn rất giống nhau, mẹ giàu tình cảm, Phật giàu từ bi. Cha chúng ta là một vị Phật chưa có tọa sen, quý vị ạ. Mẹ chúng ta là một vị Phật chưa có hào quang, quý vị ạ. Cha già là Phật Thích Ca, mẹ già như thầy Phật Bà Quan Âm. Thưa quý vị, cây có cội, nước có nguồn. Cây cội mọc mầm xanh lá, nước có nguồn, mới bể cả sông sâu. Con người gốc ở nơi đâu, có tổ tiên trước thì sao có mình. Vậy thì chúng ta phận làm con dốc mau đền trả, vừa dưỡng nuôi vừa khá tu thân. Sống toan cung phụng ăn cần, nhưng mà thác hời cầu đặng gỡ thân liên đài. Khi mà chúng ta nói tới đây đó, là chúng ta nhớ muôn việc lành là hiếu thuận đứng đầu, ngàn việc dữ là tà dâm đứng trước. Sách sử thường bảo như vậy. Vẹn mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống cho nên phụ bạc. Ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, phận làm con chẳng phúc nào quên. Mà sớm hôm cố gắng đáp đền, tròn câu hiếu thảo mới nên thánh hiền. Quý vị mình biết đó, là những câu ca dao của đất nước Việt Nam chúng ta nói về cái tình cha nghĩa mẹ rất là nhiều. Đó là lĩnh vực của tâm linh, lĩnh vực của đời. Thì quý vị mình thấy là nếu mà đời còn nói về những cái tình cha nghĩa mẹ, giống như quý vị mình biết đó là anh ca sĩ Ngọc Sơn, khi mà ảnh bị ở trong tù đó, thì anh có những cái bài hát soạn giả nói về nào là tình mẹ. Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại. Đường xưa mẹ già ra trong ngóng, mòn mỏi kinh con đến bao giờ. Nghĩa là cái người mẹ, khi mà con đi xa đó, thì người mẹ ở nhà trông đợi, trông ngóng. Nếu mà chúng ta là còn trẻ đó, nếu mà ban đêm chúng ta có xách một chiếc xe bước ra đi rồi, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ chúng ta mới về. Thưa quý vị, ở nhà không biết người mẹ của mình á, ở nhà rất là trông chờ, chập chờn, không biết con mình có gây tai nạn cho người khác không, ngủ không được. Lên non mới biết non cao, rồi nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Cho nên về lĩnh vực này chẳng dừng lại đó, anh Ngọc Sơn ảnh có mô tả thêm một cái đoạn trong bài hát. Tình cha ấm áp như vầng thái vương, ngọt ngào như dòng nước trôi êm đềm. Suốt đời chỉ còn gian lao, ân tình đầm sâu bao nhiêu. Cha ơi, cha già dẫu yêu. Thưa quý vị, khi mà chúng ta biết được cái công ơn của cha mẹ, 9 tháng cưu mang, rồi 3 năm bồng ẩm, nằm ướt nhường khô, hy sinh cho chúng ta từ manh quần, từ tấm áo, từ cái cặp, từ cái giếc, từ miếng ăn, từ giấc ngủ, tất cả những cái chúng ta có được cái thân ngày hôm nay. Thì quý vị mình biết đó, công ơn cha mẹ như trời như biển. Cho nên cái câu ca dao quý vị mình biết đó, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Cho nên
khi mà tất cả chúng ta có được cái thân mà ra đường người ta khen mình, cái anh này đẹp trai quá, giống người mẫu quá, cái chị này đẹp gái quá, giống hoa hậu quá, giống á hậu quá, rồi mình có liên tưởng tới, mình hồi âm cái ký ức kỷ niệm từ thở bé. Hôm nay chúng ta được thành đạt như vậy do ai quý vị? Chúng ta có nghĩ ai đào tạo được cái thân này không ạ? Chúng ta có nghĩ được cái vấn đề đó không ạ? Rồi chúng ta đi xa nè, chúng ta đi xa nè, chúng ta có nhớ là chúng ta có mua cái gì, món quà nhỏ về để tặng cho mẹ mình không ạ? Cái công cha mẹ cực khổ như vậy có thể là dám hy sinh đời mình cho con, bởi vì vì nuôi con tạo nghiệp chẳng lành, hoặc là phạm tội sát sanh, hoặc là đạo tặc kết hành nghiệp sau, khi bỏ xác là hồn vào địa ngục, chịu muôn điều câu thúc Phật răn. Nghĩ thương cha mẹ vô ngần, vì con phải chịu trầm than sáu đường. Đóng ngoặc là kể cho quý vị mình nghe một cái mẫu chuyện rất là thương tâm, cuộc đời rất là bất hạnh. Thì năm 98, 99 quý vị, bước sang qua năm 99, 89, thì quý vị mình biết đó, năm 78, 79 chứ, năm 78, 79 thì quý vị mình biết đó, là khi mà Khờ Me Đỏ nổi dậy rồi đó, thì quý vị mình biết đó là thời gian đó cái người Việt Kiều trên Campuchia về Việt Nam chúng ta, có hai vợ chồng của cái chú này, có ba đứa con quý vị, có ba đứa con, nhưng mà từ bên kia Việt Kiều sang về đó thì chạy giống như chạy giặt thì không có mang cái gì về hết, thì mới ở đầu đất của ông chú Sáu đó. Chú khoảng thời gian sau chú mới đi núi, chú mới kể lại nghe một cái đoạn như thế này: có một cái gia đình của vị này ở cái đầu đất của tôi, rồi có một cái chiếc ghe cũng gọn thôi, hai vợ chồng với ba đứa con ở trong chiếc ghe đó, nhưng mà không có cơ sở gì làm ăn hết, thì người này người kia cho gạo cho thóc ăn không đủ sống. Thì tôi mới bày ra, tôi kêu thôi bây giờ chú đi chở đất mướn đi. Thì chiếc ghe đó là quý vị biết chiếc ghe lường, nhưng mà chở đất mướn thì mua cái tấm mũ, đóng bộ giạc ở trên, mua cái tấm mũ cây su chạy lên thưa quý vị, chở đất cái mùa nước đó, chở đất mướn, chở nội trong vòng 5-7 ngày đó, tự nhiên không biết sao bão tới quý vị. Mà xưa bão lạ lắm, bão đó là quý vị biết đó là từ 10 ngày. Mấy quý vị ngồi bên đó, ngồi xích qua đây cho mấy chú mấy cô vô luôn hành hương, tôi nói ít ý nữa là xong. Thì bão đến 10 ngày lận quý vị. Khi mà bão đến 10 ngày là vợ chồng con cái không còn cái gì để ăn hết. Thì nói cho mau là khi ngưng bão, bão nó ngưng lại đó, thì ông chú đó ông nói thôi, cái gò đất này đã hởm rài ngưng không có chở được, tôi sợ nước giật rồi không có thời gian để chở cái gò đất này. Thôi ngày nay chở cố gắng, thường thường chở đến 2 giờ là anh này đi về, nhưng mà cái này chở đến 5 giờ rưỡi. Mà trước khi anh đi buổi sáng đó, thì anh có 3 đứa con, mà đứa con 3 tuổi đó nó mới nói như thế này, nó nói bập bẹ, nó sắp sửa được 4 tuổi rồi. Chú Sáu kể rằng đó, đứa này nó sắp sửa được 4 tuổi rồi, nó mới nói như thế này nè. Thằng con trai út của anh đó mới nói là: ba ơi, ba đi bằng ngày nay đó, ba mua gạo nấu cơm cho con ăn nha ba, hổm gài con ăn cháo con nuốt không vô. Ba ơi, nhưng mà hổm rài nó khô quéo khô quẹt không à, bữa nay con thèm cá dữ lắm nghe ba, đi bữa nay ba làm sao mua cá về cho con ăn nghe ba. Thì anh nghe con mình nói giống như dao cắt từ đoạn ruột, từ bi tình ấy đoạn trượt, đứt từng đoạn ruột quý vị. Lúc này anh vuốt đầu đứa con nhỏ, rồi ba sẽ hứa
ngày nay ba về, ba sẽ lo cho con có cá và có cơm con ăn. Thưa quý vị, khi mà chở tới 5 giờ rưỡi là khi mà anh nghĩ đó là gần 6 giờ tối rồi, chiều rồi. Không còn ai bán gạo nữa đâu. Anh nghĩ là dắt này không muốn gạo được, mà người ta chưa trả tiền, khi về tới nhà người ta mới trả tiền. Thì anh chắc chắn là không có gạo rồi. Nhưng mà làm sao có tiền để mua cá cho con mình ăn? Thưa quý vị, người ta đặt vớn, quý vị, người ta đặt vớn ở dưới sông, dưới nước đó, ở ngoài đồng. Thì anh mới đi ngang thấy cái đú vớn đó, thấy cá nó nhảy soi sói lên. Anh mới nói là tàn ôi, phải có người chủ ở đây, mình hỏi, mình xin, hoặc là mình mua một ít để cho con mình ăn. Thì anh dòm xanh quanh không thấy ai, nói thôi bây giờ mình đổ trộm đi. Anh chuẩn bị cắm xào xuống, anh xuống. Anh mới có trong đầu, anh có suy nghĩ. Từ nhỏ tới lớn mình chưa từng một lần nào ăn trộm. Lỡ bữa nay xui rủi đó, mà người ta bắt được mình thì xấu hổ cả đời của tổ tiên mình. Đời ông nội mình không có người nào ăn trộm, mà đời cha mình không có người nào ăn trộm. Mà bây giờ mình cũng phải giữ trong sạch như vậy. Thì anh chống xuồng anh đi quý vị. Anh chống xuồng anh đi. Khi mà anh chống xuồng đi một đoạn, mà anh nhớ lại cái câu nói của đứa con út đó, nói là ba ơi, ba đi ngày nay làm sao ba gắng mua cá về cho con ăn, nghe ba, nghe ba. Thì anh nghe trong đầu anh văng vẳng cái tiếng con của mình đòi ăn cá. Anh cầm lòng không được, anh mới quầy xuồng, chống xuồng trở lại. Anh mới cắm xuống. Anh nói ông chủ vớn ơi, làm ơn cho tôi xin một mớ cá. Anh bước xuống, anh đổ lên cái xuồng chở đất của anh, một trong cái phan xuồng chở đất của anh. Khi mà lúc đó này trời mưa lâm râm mưa quỷ, đổ hột cũng nặng hạt. Nhưng mà anh đổ xong rồi, anh phải làm cái phủ tục cắm cái đú vớn lại cho người ta. Cắm vừa xong rồi, anh chuẩn bị mà leo lên chiếc xuồng của anh đó. Thì cắm vừa xong anh quay qua, anh chuẩn bị ngã cái mình leo lên. Thì cái anh chủ vớn ở đâu anh chống xuồng tới. Anh nói chết rồi, một lần bắt được, 100 lần không nghe con. Anh lấy cái cây sào anh đập, không biết sao trúng cái đầu của anh kia. Anh xỉu xuống ngang chiếc xuồng, cái đầu gục vô chiếc xuồng. Thì anh quay lại cái cán sào đó, cái gốc sào bị lớn như vậy, quay lại mà cái sức giận của ảnh, ảnh đâm cho 9 nhát, đâm vô mình lủng lỗ, phầm phập. Kêu bằng anh này ảnh đau tột cùng, không dám than nữa. Khi mà ông kia ông ngưng đánh rồi đó, ảnh mới cượng gạo, anh nói anh ơi, từ nhỏ tới lớn tôi chưa một lần nào ăn trộm. Hôm nay tôi vì con tôi mạo hiểm, tôi ăn trộm. Không được may anh bắt được tôi. Anh bắt được tôi mà anh đánh tôi. Vậy tôi hỏi anh có hết dặn tôi chưa? Nếu anh hết dặn, làm ơn dòng chiếc xuồng tôi về. Để tôi gặp con tôi lần cuối. Anh này anh không còn dặn nữa. Anh kè chiếc xuồng về. Tới nhà, không phải tới nhà, tới một cái túp liều che bằng miếng mụn. Thì kêu lên thì ở trên nhà xuống, bà vợ xuống, bà gặp chồng máu me tơi tả trơn, mà mưa mà xuống, nó chảy lon vô cá đó, là muốn đầy phan xuồng, máu đầy phan. Nhưng mà lúc này anh chưa chết, anh mới gượng gạo, anh mới nói mình à, vợ chồng mình nghèo, từ xưa tới giờ rất là trong sạch. Nhưng mà không biết làm sao hôm nay tôi vì con tôi mà tôi ăn trộm. Anh này ảnh đánh tôi lỡ tay, có chết mình đừng có thưa kiện gì nghe. Nhưng mà dạy con mình đó, lớn lên
đừng có ăn trộm giống như cha nó nghe. Nhưng mà đặc biệt nhớ kỹ là mình lên mình lấy mớ cá này nè, mình mặn cho con nó ăn với tôi một lần sau cuối với mình. Máu me mình mẩy, thương tích cùng mình, đau khổ vô cùng. Nhưng mà vẫn kêu lấy mớ cá này mặn cho con của tôi một lần sau cuối. Đau thương vô cùng tột đỉnh, không than cái vết thương mình, lại lo cho con mình. Quý vị ra đời, quý vị thấy có một người bạn nào đối xử giống như như người cha mình không quý vị? Không ai hy sinh giống như người mẹ mình. Có những kẻ lớn rồi quên lãng, nuôi mẹ cha mà tính tháng tính ngày, lại còn nhiều tiếng đắng cay, sao không chết phức mà sống hoài làm chi? Thưa quý vị, có một chuyến này tôi nuôi người thân tôi bệnh viện, là bà và vợ tôi, thì bà về bà sống tôi trên dưới 10 năm. Hiện giờ cũng ở nhà tôi chở bà và vợ đi bệnh viện. Mà xung quanh đó có hai cái giường bệnh cũng nằm chung đó, mình rể mình nuôi bà và vợ. Còn bên kia đó, cái người con gái nuôi bà mẹ, người con gái năm mấy tuổi nuôi bà mẹ gần 80 tuổi. Còn bên kia hai anh kia đó là nuôi ông cha. Cái nhân duyên lạ đó là cái chị này vừa cho uống thuốc hay là đi xin cơm của từ thiện về cho ăn đó, chị rất là dằn vặt người mẹ. Bà xưa bà không lo cái gì cho tôi hết á, mà bà bây giờ bà báo không à, chạch ra bệnh không kêu ai tàn kêu tôi không à. Người ta bệnh á cũng 5-3 bữa người ta hết, còn bà bệnh gì đâu giải nhắc, nằm ở đây hổm gài 10 mấy ngày rồi đó, tốn của tôi là 4-5 triệu bạc rồi đó. Còn bà báo không, tôi còn lo cho chồng cho con tôi nữa chứ. Bà mới nói gì nè, bà mới nói tao định bệnh tao đau chứ tao cũng đâu có muốn đâu. Mày muốn tao hết hay là muốn tao chết? Muốn tao chết thì mày đi, đi mua tao gói thuốc chuột đi, tao uống vô cho rồi cuộc đời tao. Tao không muốn tao bệnh đâu, để đài đỏ con cái đâu. Thời xưa vì tao nghèo lắm, tao không lo cho anh chị em bay ăn học tới nơi tới chốn. Chị em bay nghèo khổ là do trách nhiệm của tao với ba bay thiếu cái trách nhiệm đó. Mà giờ đã qua rồi mới bay kể hoài, không lo cho bay là hoàn cảnh tao nghèo chứ. Tại sao tao làm cha làm mẹ chứ đâu phải làm trâu làm chó đâu mà không lo cho tụi bay. Thưa quý vị, nói vậy cái chị hắt qua bên, bỏ đi ra ngoài. Cái hai anh kia mới an ủi ông cha. Hai anh kia thấy cái cuộc đời như vậy rất là bất mãn. Ba ơi, ba cứ an tâm ba nằm ở đây nha, tuy là anh em con nghèo nhưng mà tiền ngày nay không có, có thể là con về con dai con hỏi con mượn gì đó, nhưng mà ba cứ an tâm ba nằm bệnh, chừng nào thiệt khỏe bác sĩ cho ba xuất viện thì ba về, chứ ba không có lo sợ vấn đề tiền bạc hết. Anh em của con sẵn lòng lưng phiên ra, coi như hai anh em con lưng phiên để nuôi ba. Ông nói trời ơi, tao nghe hai anh bay nói cái tự nhiên tao muốn xuất viện. Tự nhiên trong lòng nó khỏe lại quý vị, đương đau vậy đó mà nghe con nó nói một cái lời an ủi rất là tuyệt vời, giống như một cái liều thuốc là trị tâm bệnh luôn. Nghe hay không quý vị? À, thưa quý vị, ở đây là cái tịnh xá, hai cô tu hành rất là hoan hỷ. Thường thường cô có đãi những cái món ăn trên bàn, trái cây, bánh trái thì rất là nhiều. Đoàn nào cũng vậy, không phải riêng một đoàn của chúng ta. Nhưng mà hai cô rất là từ bi, rất là hoan hỷ. Thường thường đến đây thì
tôi có thường hay nói chuyện đạo, đôi lúc là cô có Phật tử đến á, cũng như tâm sự với Phật tử của cô, thì nơi đây là một cái khoảng và cái không gian, là ý muốn nói lại là nơi đây là đêm cho bá tánh thập phương đến đây, đem tâm thành của mình lễ bái, giống như đoàn chúng ta mình mượn nơi đây để chán đi cái không gian này, thì cái thời gian không có nhiều quý vị. Tôi tâm sự quý vị mình đến đây, lẽ ra nếu mà có một cái không gian nhất định, có cái một thời gian là nếu mà tôi kể quý vị nghe, và tôi kể 26 mẫu chuyện hiếu của Trung Quốc á, bên Tàu á, thì thập nhị tứ hiếu đó, thì quý vị mình thấy được cái cuộc đời chúng ta sống có ý nghĩa với cha mẹ. Thì đến đây xin tạm ngừng tiếng và dứt lời, mong rằng quý vị ai còn cha mẹ nhưng về nhà quý vị không có khả năng lo cho cha mẹ ăn uống, thì chúng ta đọc cái bài cúng hàng ngày. Nhớ nghe mấy con trẻ nè, đọc cái bài cúng hàng ngày đó, gọi là tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ được trực giảng Tây Phương, phụ là cha còn mẫu là mẹ, tại nhà là tại đường, nhờ cái phước mà sống Tăng Long Phước Thọ, con cái nó cầu an cho hàng ngày được Tăng Long Phước Thọ, mà cha mẹ quá khứ ai lớn tuổi mà cha mẹ chết đó, là gán cầu nguyện được trực giảng Tây Phương. Cho nên dạng mười ơn mấy đạo làm con lúc sanh sống cho nên phụ bạc. Nhớ rằng khi mà chúng ta nghe cha mẹ la rầy thì chúng ta nhớ nghe, chứ chúng ta không có trả treo lại. Có những đứa đó là khi mà ra đường đó, binh cái đầu, đầu sụp, đầu sững, rồi bắt đầu nhuộm móc lai đồ này kia nọ đó, cha mẹ không chịu. Cha mẹ không chịu, cái cha mẹ nói thôi mày đi hết lại, mày nhuộm lại cho tao coi. Bà nội ơi, cái đầu của tôi hay đầu của bà kêu làm theo ý bà không à? Theo cái ý của mấy má đó là cổ lũ sĩ. Bây giờ người ta văn minh gần chết à, ta ai cũng đầu sụp đầu sững, làm móc lai đâu không à, nhuộm đầu này đầu kia hay không mà bà bắt tôi làm giống như bà vậy, cổ sĩ gần chết ai chịu làm. Kể một chuyện nhỏ nữa thôi, tôi tại tôi nhiều chuyện lắm. Thằng bé ở cái xứ tôi nó tinh tí quý vị, nhưng mà tôi có cái nghề hớt tóc dạo để độ nhật qua ngày, ai mượn đi thì tôi đi, còn trở về nhà tôi hớt tóc dạo. Thằng bé đó tinh tí, nó 19 tuổi, nhưng mà cái tóc nó để quý vị, cái tóc nó để dài tới đây nè, nó để tới nửa lưng. Mà không biết cái nhân duyên sao, cái bữa đó tôi chạy hớt tóc á, tôi chạy bằng xe đạp vô cái vùng sâu hớt tóc, thì cái đó là kinh hành thánh chính kỳ gá bằng dù. Tôi nói cái này nếu mà có lên YouTube là cái chuyện này nó thực tế lắm. Tôi kể mọi chuyện này rồi mọi người đều nghe, những người ở xung quanh xứ đó đó, nếu có ai bắt được cái này đó là nó thực tế lắm. Thưa quý vị, lúc ấy giờ đó là thằng bé này, bé tí này nó kêu chú Hai, hớt tóc chú Hai ơi, để kêu tôi lại, tôi ngừng xe. Khi mà nó ngồi trên cái ghế hớt tóc mà tôi có cái ghế xít tôi chở theo, ngồi lên cái ghế rồi tôi tròn cái khăn, vậy con binh cái kiểu gì đây, mình nói cũng kiểu nhưng mà hài hước một tí xíu, con binh cái kiểu gì đây, cái nó nói chú hớt cái đầu con nhìn nhện cho con. Chà, tôi thì tôi không biết cái mẫu của con nhìn nhện như thế nào, cái tôi mới nói nó, ê nhìn nhện nó có nhiều con nghe, nó có nhiều thứ, bây giờ con hớt cái thứ nào con nói sơ sơ cho bác Hai hiểu coi. Mình nói đặng cho nó nói ra đặng mình biết cái mẫu, mình là thợ mà, không lẽ mình nói nó kêu hớt tóc cái mình nói không biết. Thì lúc này cái tôi mới nói, nghe cái tiếng nói của nó, nói bây giờ nè, tóc con dài gì ha, chú chừa ở đây một chòm nè, chú hớt ở đây chống lỏng, hớt chân giữa này chống lỏng ha, là chừa đen chòm, hớt chân giữa này chống lỏng ha, chừa đen chòm, rồi chú hớt chân giữa này chống lỏng, chừa đen chòm, chú hớt chỗ này chống lỏng, chừa dưới đen chòm, cái chú hớt chân giữa này chống lỏng, cái chừa bên đen chòm, chú hớt chân giữa này chống lỏng, chừa đen chòm. Vậy là khi mà tôi cũng vì tiền quá vậy, vì cuộc sống, lẽ ra nó sao mày không hớt cái mẫu nào giống mấy ông tiên, mấy ông kỹ sư rồi, mày hớt cái kiểu bảy cũng yên nhìn nhãn, làm sao mình nói. Thì bây giờ thôi, giờ hớt xong rồi, nói cho mau, hớt vừa xong rồi tôi đứng tôi lui ra, tôi dòm vô gì nói y chang, nó có sáu cái chân, nó sáu chân mà con nhìn nhãn, nó có sáu chân nha, tôi dòm nó, cái này rồi
bị dinh này tôi cạo nó chọc lóc hết trơn à. Bị dinh này nó chọc trên khu cái nắp nhạo trên này nè, nó chọc. Nhưng mà chừa sáu cái chân dưới này hết chỗ lũi lên. Mèn ơi, chừa sáu cái chân tôi dòm y chang con nhìn nhện. Cái nói cái mẫu này ăn khách lắm nghe con. Cái ba nó trong nhà bước ra, tôi chuẩn bị cạo mặt nó. Ba nó trong nhà bước ra nó tí. Bộ mày hết cái đầu vậy ha. Cái nói tôi hết cái gì kệ tôi à. Cái nói thôi kêu chú Hai hết lại đi con. Mày chuẩn bị mày làm giấy chứng minh mày đi. Hồi đó giờ mày không có giấy, bây giờ mày chuẩn bị đi xa, mày phải hớt đàng hoàng đi, lỡ rồi hớt đậu đinh đi ba trả tiền cho con. Nó nói cái đầu tôi hay đầu ông mà ông đứng đây nói hoài đi ra khác à. Ba nó bỏ đi liếu nhà luôn đi. Cái kết quả hết sức là xứng đáng. Nó làm giấy xong đi ra ngoài làm giấy, thì đi xuống huyện làm giấy thì người ta cũng bắt hết tóc. Nó làm giấy xong thưa quý vị, đi ra Bình Dương làm chưa được 2 tháng, mới có 1 tháng mấy ngày thôi, bị xe tải tông chết tại chỗ. Cái tội bất hiếu cha mẹ. Quý vị mình ở đây đó, tôi nói ở đây đó, kể mẫu chuyện ở đây, cái tội bất hiếu cha mẹ. Mà cãi cha mắng mẹ, ông ba nói chửi cha mắng mẹ là đồ súc sanh. Cho nên ở đây tôi kể và tôi nhắc quý vị mình, nhất là mấy đứa cháu trẻ tuổi còn cãi hối ăn năn được, đừng làm cho cha mẹ mình buồn. Thì thôi đến đây xin tạm ngừng tiếng dứt lời. Chúc cho quý vị mình khi mà chuyến đi này trở về nhà, cầu xin ơn trên sẽ gia hộ cho tất cả quý vị mình thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên dung, bồ đề tâm kiên cố để tu hành gặp Đức Phật, Đức Thầy, Long Hoa Đại Hội, già nẻo luân hồi không tiếp nối chuyển xây, về cực lạc đáp ơn thời thổ nguyện gì. Về lĩnh vực làm ăn thì ơn trên sẽ gia hộ quý vị mình đa phước, đa tài, đa phú quý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, tấn qua cực lạc, tấn sang niết bàn. Chưa tu vui, tu khỏe, tu nhàn, tu về cực lạc, sen vàng đỡ chân. Chưa và lời chúc cuối xin chúc cùng tất cả, chúc đường tu mau hối hả tiến nhanh, chúc liên trì sen báo được điểm danh, và xin kính chúc được đạt thành ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, giờ đây.